dài chậm chậm đè lên số 12. Màn đêm bao phủ khói bay làn da anh từ từ đè vào người ai. Điều giường rung theo nhịp loa, khắp phòng hương thơm một mùi hoa. Nửa tình nửa mơ chắc em có biết là anh sẽ viết một bài ca. Thân hình mong manh như tờ đàn, mùi thơm làm anh thêm mơ màng. Vẫn còn hơi ấm lúc cầm tay, đắm chìm trong men ly rượu say. Ánh trăng lấp lánh xuyên qua cửa sổ phủ lên trên người em long lanh. Cố tình em để tấm lụa rơi, thoáng nhìn đẹp như tên trong trai. Đừng dừng lại em nghe, chỉ một lần mà thôi em sẽ, chỉ một lần mà thôi. Dáng tròn kim ngắn đè lên số 2 nhưng em vẫn chưa biết người đè lên là ai. Ngập ngừng em mở mắt nhìn anh, bờ môi thì thầm vào tai anh, nhẹ nhẹ trao tâm trước hôn khi thở dồn dập càng nhanh. Bàn tay em đặt vào đâu, bỗng dưng phần dưới anh căng thẳng. Đâu đó khắp phòng mới nghe tiếng thở của em vang lên vẫn vang vẳng. Gồng người em nắm chặt bàn tay, chiếc giường bỗng hóa thành làn mây. Anh nghĩ rằng chắc em đã biết ai là người đã khiến em như vậy. Đừng dừng lại em nghe, chỉ một lần mà thôi em sẽ, chỉ một lần mà thôi. Lâu tìm một thế gian ngập tràn niềm ai ăn kịch câu.